Đây là các bạn, không phải ảo đâu, xịn thật đấy. Lại vào cái tổ cũ rồi. Lại là tổ cũ rồi. Vẫn vào tổ cũ. Tại sao mấy hôm nay toàn tìm vào những cái tổ cũ thế này nhỉ? Nhưng không sao các bạn, cũ thì nó cũng từ năm ngoái rồi. Quan trọng là chúng ta phải xem xét thế nào chứ tôi thấy nó bay đông lắm. Đúng là tuổi cũ của tôi hồi xưa tôi đắp đấy rồi. Một năm đi thăm lại mới thấy là nó có hiệu quả rất là nhiều đấy các bạn. Wow, bay đông lắm này các bác. Có cả ong đực nữa. Khả năng lại có mấy cân ở đây rồi. À, có ánh mắt nhìn nhau rồi. Vui ra tí đã. Nhìn qua ánh mắt này chắc chắn là không dưới chục phát đâu các bạn. Nhìn tổ này ấy, ác lắm. Đây này, ra rồi này. Bảo vệ xung quanh rồi. Không được. Phải đi lấy cái cây đuốc vậy thôi. Cái đuốc năm ngoái tôi hun kìa, vẫn còn. Phải đốt lại đuốc thôi chứ làm thế này thì trạng thái này nguy hiểm lắm. Chúng ta bây giờ làm một cái bó đuốc y hệt như kiểu là tôi hun ống khoái các bạn. Làm bó như thế nhá thì hun nó an toàn hơn. Chứ còn bình thường mà xông vào đây thì nó không giống những cái tổ khác đâu. Với lại tôi cũng đang vừa hai bên xi nhan, tức nghĩa là cái trán của tôi bị hai quả hai bên rồi, góc trái góc phải rồi. Lại đánh cái tổ kia không được mật. Thấy sao đã? Tôi đang lôi hết đồ ra để chuẩn bị. Khói lửa thì lại châm thử rồi các bạn, châm được rồi. Ok rồi, để đấy đã. Làm hơm nước cho nó ok đã. Bây giờ tôi mới châm lại này. Tôi châm cho cháy vào cái đầu này rồi. Vậy chỉ việc châm lại thôi, nó sẽ dễ hơn. Khá to đấy. Bằng cái đám cái cây này mà khi nó bắt lửa thì nó lên rất là nhanh luôn. Mà cháy nó cũng cực kỳ bốc. Nó không hay bị lụi lửa đâu. Bé ta thêm ít gia vị nữa. Đây rồi. Gia vị tôi muốn nói đây là lá cây tươi này, đắp vào. Đấy, cái hộp mật thì chuẩn bị để đây rồi mà chưa biết là có mật hay không. Cứ không phải là chúng ta dí thẳng vào cái tổ ong để mà chúng tôi đốt tổ ong luôn các bác nhá. Chúng ta để một cái đoạn dưới cùng thôi. Tổ ong này chắc về từ tháng 5 rồi. Này, tôi xỏ vào thẳng chỗ này này. Lá tươi đấy. Đó. Cho thêm lá tươi vào nữa. Chúng ta cần hạn chế cái lửa lên. Bởi vì lửa lên thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tổ ong. Chỉ cho khói thôi. Đó. Đây này các bác này. Tự nhiên năm ngoái là tôi không có video về cái tổ này cho các bác xem. Chúng ta chỉ có đánh thủ công thôi các bác nhé, tay bo thôi chứ không có áo bảo hộ. Có áo bảo hộ thì chúng ta chẳng cần phải đến khói làm gì đâu. Nào xem nào, xem chúng ta sẽ phải mở từ chỗ nào đây. Đây này các bác này, những cái con bảo vệ này, chính nó đây này. Đó, đấy những cái con nó bảo vệ đây, chúng ta cho nó ít khói. Đấy, khi mà ong đã được ngấm khá là khói rồi thì chúng ta mở. Những cái viên đá này thì mình cũng sẽ để lại luôn. Có vẻ là khói đủ rồi các bạn. Thậm chí là khói quá nhiều rồi. Đẩy ngược lại cái đuốc ra đằng kia. Rồi bây giờ tìm cái chỗ để đặt đá đã. Chắc là để dưới chân này được. Mở nhá các bác nhá. Mở từ trên xuống. Ui, đó, những cái viên đá lăn đi. Những lúc mà cảm thấy mà khói nó không được nhiều lắm thì chúng ta cho thêm một ít. Bởi vì khi mà ong nó dồn về ấy, nó cũng rất là bốc. Mở ra anh nhá. Tiếp tục nhá. Quên. Tôi phải đóng cái cúc áo vào đã, không tí nó chui vào trong người ấy. Chui vào trong người đốt đau nhất ở cái khoảng đoạn nách này. Và chúng ta chỉ có mấy điểm thôi. Nách này, tai này, mũi. Riêng nếu mà đốt thẳng vào mũi thì các bác biết ấy, cực kỳ luôn, cực kỳ là khó chịu luôn. Mặc dù các bác có thể chịu được nhưng mà khóc là cái điều đương nhiên rồi. Nó hình như nó thông một tuyến lệ hay sao ấy. Nhưng tôi lại đang nói hàm hồ đi một chút nhưng mà đây rồi. Có vẻ như là hơi khó rồi. Có một cái miếng nó vướng. Có một cái miếng nó đã vướng vào ngay đây các bạn này. Chúng ta cần phải vót que. Tí nữa vót que sau thôi. Chứ còn bây giờ phải cậy ra đã. Ui dồi ôi, có mật. Miếng đó có mật nha các bác nha. Đây, nhìn kỹ thì các bác biết. Các bác nhìn kỹ nhá. Mật đây này. Đấy, cái chỗ bóng về với chúng ta ấy. Cần phải rõ ràng cả cái viên đá này nữa. Đây, tôi mở được cả viên này ra rồi. Wow, các bạn ơi. Ui dồi ôi. Chết. Nhiều mật quá này. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy này. Ui dồi ôi, xính cả một đàn mật ở đây rồi. Các bác có thấy không? Đây này. Một loạt mật này, một loạt mật được ong bảo vệ này. Đó. Một loạt luôn nha các bác nha. Đấy, nhìn kỹ này, các bác nhìn kỹ này. Chúng ta có đếm được tầng luôn. Xem nào, bên trong kia 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng. Chúng ta có 7 tầng, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy 7 tầng trước tiên. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu khai thác. Nào các bác, chúng ta bắt đầu nhá. Sau khi mà tôi đã khoét hết những cái đất xung quanh đi ấy, thì bây giờ đây là cái que này. Hôm nay que để tự nhiên không cần vót các bác nhá. Cho nó đẹp. Khói hơi nhiều một chút. Nhưng mà đây còn nữa. Ở đây thì tôi có 2 cái túi đựng mật. Bởi vì tôi biết chắc là cái hộp nhỏ bé của tôi này chắc chắn là sẽ không đủ đựng rồi. Cái hộp nhỏ bé này chúng ta chỉ để nguyên miếng. Nguyên miếng là sao? Tôi để nguyên miếng tí nữa tôi xếp các bác biết. Còn cái túi bên trên này nó sẽ không có cái khung hộp bao quanh nên khả năng về nhà nó sẽ dập. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu các bác nhá. Chúng ta bắt đầu từ miếng đầu tiên. Miếng đầu tiên này sẽ phải được gẩy cái lớp đá này đi trước một tí. Sẽ phải gẩy lớp đá này đi một chút. Còn cái rễ cây này chúng ta để nguyên trạng. Đây. Có lẽ là lần này với cái việc cắt chúng ta không thể lấy miếng trong trước. Chúng ta phải lấy miếng giữa này. Đây. Chọc thẳng vào. Hình như vào rễ cây rồi các bạn. Rồi. Ok. Nhưng tôi thấy là nó không vào sâu được mấy nữa đâu. Chúng ta có gì ở miếng đầu tiên đây? Wow. Các bác ơi. Miếng đầu tiên này, cái phần bên trên này còn chưa hết đâu. Màu mật ở đây được xem là màu đen, mật già, mật tổng hợp, mật già. Trước tiên thì những cái miếng như thế này chúng ta sẽ cho vào túi này thôi. Đây. Loại bỏ hết những cái con già đi rồi, tôi loại bỏ đi hết rồi. Đó, những cái miếng này chúng ta chừa lại để ở ngoài thôi. Tiếp theo là một miếng nữa. Hầu như tất cả những cái miếng này đều được nối. Nó đều nối san sát với nhau, chứ không phải là chiều này. Nó nối thành chiều dọc ra hướng bên ngoài. Cho nên là khi mà cái con ong nó đưa vào đây này các bạn, đưa vào đây nó có thể đi bất cứ tầng nào, chứ không phải là đưa dọc ở đây là nó sẽ đi thẳng vào giữa này đâu, hoặc đưa ngang đâu. Sao tôi cần biết chính xác cái miếng này nó đến mức độ nào. Bởi vì theo tôi chọc que thì khá là nhiều đá. Nó khác rất nhiều so với những cái lần trước mà tôi lấy. Wow. Xem nó có, chúng ta có gì đây. Đây các bác này. Nhiều chưa? Quá là nhiều các bác. Miếng này chúng ta không có nhộng. Chúng ta không có nhộng ở đây. Đây này các bạn này, mật nó chảy này. Kèm theo ở đây chúng ta còn có hòn đá này nữa. Hòn đá này. Đây hòn đá. Những miếng này cũng chưa được xếp. Những miếng này cũng chưa được xếp vào cái lọ này đâu, mà nó sẽ vào đây trước. Nó sẽ vào trước túi này trước. Lần này sẽ là bổ đôi. Đây, trong những cái kẽ này các bác này, trong những cái kẽ này nó luôn luôn có những cái phần dính nhau ạ, ở một cái tầng, cái tầng lớn. Wow, chỉ một nửa thôi. Chỉ có thể lấy được một nửa thôi các bác. Có một nửa bên trong không chưa lấy được. Đây, những cái miếng vuông vức như thế này. Miếng vuông vức này chúng ta sẽ cho xuống. Đây rồi các bác ơi, hiện tại thì tôi đã xong rồi nhá. Đây, những cái miếng mật đang được tôi sắp xếp lại. Đây là những cái miếng mật này các bác này. Đây ở bên dưới này nữa, đây là một hộp nhá. Còn đây là một cái túi đầy nữa. Túi khoảng tầm 2 đến 3 kg. Tổ này thì tôi nghĩ là được 5 cân. Thì đây, bây giờ anh em, bây giờ tôi mới bắt đầu đóng lại. Và những cái miếng sáp kia có cái tí nữa tôi sẽ gác, tôi sẽ buộc lại vào trong bên trong cái tổ kia và đáp lại cái miếng tổ này. Vậy thì cũng xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin like và chia sẻ nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye nha. Bye bye. Cái tổ ong này thì tôi đáp lại như xưa, và năm sau tôi lại tiếp tục quay lại với những cái tổ ong này. Và cái chương trình lần sau thì chúng ta sẽ tìm những cái tổ ong mà nó chưa được đắp, mà nó chưa gọi là chưa được ai khai thác vào những cái lỗ tổ cơ. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhá. Thân chào mọi người.